là nghề truyền thống chuyên sản xuất đồ thờ tự phát triển mạnh trước năm 1945, rồi có những giai đoạn tưởng chừng đã mất đi sau bao thăng trầm. Song từ những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây, những làng nghề mộc tại Hòa Bình đã phục hồi và phát triển đa dạng thêm các sản phẩm khác từ gỗ để đẩy mạnh thương hiệu nghề truyền thống này của làng. Bước sang năm 2021, khi xu hướng thị trường cần những sản phẩm đồng đều với chất lượng và giá thành phải chăng, thì việc đầu tư công nghệ vào sản xuất là không thể thiếu, và cụ thể hơn chính là công nghệ chạm khắc gỗ bằng máy CNC. Để giúp quý khách hàng tại Hòa Bình dễ dàng hơn trong việc lên kế hoạch đầu tư và chuẩn bị nguồn vốn, chúng tôi xin được gửi tới bảng báo giá chi tiết hai dòng máy chạm khắc gỗ bán chạy nhất của Đông Phương năm 2021. Đầu tiên là dòng máy chạm khắc gỗ 4 đầu, đây chính là cấu hình được khách hàng tại khu vực Hòa Bình đầu tư nhiều nhất trong năm 2021. Ứng dụng đa dạng, giá thành phải chăng và chế độ hậu mãi vượt trội chính là những lý do lớn nhất khiến dòng máy này được ưa chuộng. Chỉ với 158-160 triệu đồng, khách hàng tại khu vực Hòa Bình đã có thể sở hữu cho mình cấu hình máy chạm khắc gỗ hot nhất này. Máy có hành trình làm việc, chiều rộng 1m55, chiều dài 2m5 và vai máy cao 250mm, có thể nâng lên 350 để đục phôi gỗ dày 30 phân. Máy được trang bị bộ điều khiển CEA-100 tiếng Việt, dễ dàng vận hành và điều khiển, kể cả với người mới sử dụng máy. Dàn động cơ cù đục Wincam được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, sử dụng vòng bi siêu tốc, đem lại sự bền bỉ tuyệt vời. Động cơ XZ Servo nhập khẩu chính hãng của Lisai giúp máy vận hành chính xác ở tốc độ cao mà không bị lỗi mất bước. Nhôm gá củ đục được thiết kế độc quyền theo tiêu chuẩn riêng, không bán lẻ trên thị trường. Đặc biệt, hệ thống dẫn hướng được nhập khẩu chính hãng của TBI Đài Loan giúp máy vận hành ổn định trong một thời gian dài. Tiếp theo là dòng máy chạm khắc gỗ 6 đầu. Đây là cấu hình được nhiều cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ vừa và lớn tin dùng. Giá máy chạm khắc gỗ 6 đầu, chọn gói về Hòa Bình sẽ dao động từ 188-190 triệu đồng, đã bao gồm chi phí vận chuyển. Khi mua máy tại Đông Phương, quý khách hàng sẽ nhận được chế độ hậu mãi vượt trội như sau, bảo hành máy chính hãng lên đến 3 năm. Chuyển giao công nghệ không giới hạn thời gian và số lượng người học, có kỹ thuật của công ty hỗ trợ và lắp đặt máy tại nhà. Đặc biệt, Đông Phương sẽ hỗ trợ quét và vẽ mẫu xuyên suốt quá trình sử dụng máy. Tiếp theo, mời quý khách hàng cùng tìm hiểu về cấu hình của dòng máy đồ gỗ hot nhất năm 2021 này. Máy có hành trình làm việc, chiều rộng 2m15, chiều dài 2m5 và vai máy cao 250mm, có thể nâng cấp lên 350 để đục phôi gỗ dày 300mm. Máy được trang bị bộ điều khiển CEA-100 tiếng Việt, dễ dàng vận hành và điều khiển, kể cả với người mới sử dụng máy. Dàn động cơ cù đục Wincam được thiết kế riêng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao, sử dụng vòng bi siêu tốc, đem lại sự bền bỉ tuyệt vời. Động cơ XZ Servo nhập khẩu chính hãng của Lisai giúp máy vận hành chính xác ở tốc độ cao mà không bị lỗi mất bước. Nhôm gá cù đục được thiết kế độc quyền theo tiêu chuẩn riêng, không bán lẻ trên thị trường. Đặc biệt, hệ thống dẫn hướng được nhập khẩu chính hãng của TBI Đài Loan giúp máy vận hành ổn định trong một thời gian dài. Vậy quý khách hàng tại khu vực Hòa Bình có nhu cầu đầu tư máy, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của đội ngũ kinh doanh ở trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video sắp tới của kênh Support Đông Phương.